huấn luyện viên người Hàn Quốc đánh giá cao Nhâm Mạnh Dũng. Câu lạc bộ Viettel khởi đầu bảng nghỉ thuộc AFC Cup 2022 bằng chiến thắng đậm 5-1 trước Giang Eleven. Không chỉ chiến thắng mà Viettel còn chơi tấn công ấn tượng với nhiều pha phối hợp đẹp mắt. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Viettel Bae Chi-un phấn khởi nói: "Trong bàn thua đầu tiên, chúng tôi chưa có sự tập trung cần thiết, tuy nhiên, chúng tôi đã lấy lại thế trận và giành chiến thắng chung cuộc, màn trình diễn sau đó mới quan trọng." Với cá nhân Nhâm Mạnh Dũng, tiền đạo sinh năm 2000 tiếp tục giữ vững hiệu suất ghi bàn sau khi trở về từ U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Bae Chi-un đã có những nhận xét về cầu thủ đá được nhiều vị trí này. Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ đầy tiềm năng không chỉ ở Viettel mà còn là tương lai của bóng đá Việt Nam, cậu ấy đang có những phát triển tốt. Dũng là cầu thủ trẻ, còn thời gian phát triển phía trước và chúng tôi đã trao cơ hội cho cậu ấy thể hiện. Tuy nhiên, Viettel vẫn còn nhiều sự lựa chọn tốt trên hàng công. Dũng còn nhiều thời gian và phải cạnh tranh với Pedro, Diu Van, tôi nghĩ sự cạnh tranh sẽ giúp cậu ấy phát triển. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.